mà chậm bạ. Phó tăng bằng hành thả côn dấu bài này trở bàn ăn ở vọt nấu tu tên bộ tế Campuchia. Chỉ ca cua ở chạp ở rộng bằng phót đảm bây bí cha ra nà lơ chậm nôn bất này phó tăng sẽ khai cầm đảm miên nấu khăn nông xâm nông rướng bẹp bọn nâng à bìa bì bìa đòi bằng khóm nấu tu tên bộ tế Campuchia. Nó không xâm nông rương lê xôn xôn phí xã xây đại ban một đo xã khai cảm chấm nuôn 24 nét nâng xã xây xên tiết chấm nuôn mùi rôi xam xập mối nét đại ban bắt đo chấm lời nó không còn nọt hết nây ca sẽ đạp chấm lời xã xây đại ban bắt đo khóc táng sẽ đây pi à pi à pi pi đòi bằng khóm nâng ẩm bơ rồng lốp xếp xôn tư vẹt không à pi à pi pi ni phong đài. Chỉ biết xe, mình sẽ xây mà phây bàm phí nhé. Bạn phát đo sẽ khai cảm nơi khốn nông tà lá cá thả. Bộ quốc tố trở bàn kì bằng khâm ở rịp cá. Khả nạ, bài chống nôn 24 nhé tiết. Bạn phát đo phát tăng đôi khả nha ni chun kà rìa lại dạ cho cầm sơ bằng kết. Lớp bình đi tiết, chống nôn mà phây phí nhé. Bạn phát đo sắc cây cam thả. Bộ quát bạn khơi phát tỏa nơi ca riêng ca đòi bằng khom rồi bỏ nẹp xếng. Hai, mình chậm nuôn 20 nẹp bằng thêm tiết. Bạn phát đo phát tăng chun ca giả lại sạ chạc rằm sơ bằng kết. Thả. Bộ quát bạn khơi đòi phát tỏa nơi à bia bì bia đòi bằng khom. Nhưng bạn bằng hành ẩm phí phát tàng tàng ni giang tù lùm tù liê nếu khốn nông sẽ kết đây xa nàng thàn bằng chóp cách bị phía xa đánh đào. Phát tàng ni nâng phát tàng xem xem tiết bẹp bọn nâng ẩm phí phía đòi bằng khóm nếu khốn nông xâm nông rương bạn bằng hành rụp hiếp giang phước xa đá muối ẩm phí rụp biếp đại cô nội bài đây pi à pi 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 đòi bằng khóm trở bàn ăn vọt nếu không chấm nào chấm nói xin tiệt bằng hai anh khơi thả cú sờ cỏ đại kê bàn cú con khné đại chỉ nhận nhóc mình thọp chụp khné bị mòn mốc chun cả trở bàn kê rìp cá ao nếu không bị thi rìp cá chỉ vuông rư co trong tri thống miền chấm nôn hà sập cú rư lơ bị nịt. Vì bằng hành thả ca rịp ca trở bàn kê chặt chay lần tạm ca chú nằm nắng khăn ông rửa bê khlây rư khmiên ca chú nằm nắng sóc. Hỏi xa mà chất rô xa chi bì xe ở bốc mặt đài kê cầm rõ ăn ở nhát oi một chô rùm khăn ông à bìa bì bìa nì nà. Vì bằng hành thả khơi thả kì miên vị thiên sẽ đây bị thật ta nồn ná ai rịp ca chỉ mỗi nồn ná đảm bây ai bậc cô đã miên và nạn vô bái chiết phân thúc nâng bảo vọt đôi khí bế bất trở bán kếp xóm cung chỉ cù nâng khí. Hai viên bằng hành thả nếu khăn ông ẩm lòng nây vị thi à bê bì bía cú sở co chỉ nhớ nhọc trở bán kê đầm rơ ai thươi ca đọc sài đảm bây bẩm ra ông cả. Chỉ mỗi khi này đã mong về để chỉ cầm mà phía bác mai cơ hội mà nè bạn bắt đầu sẽ khai cầm thả nhằm xong đọc sẵn slide lịch mà rồi xài sắp rắm vì mà sớ mình xua khá nhầm đó là chẳng mình áo miên bảo vật rô bẹp bón à nâng khá nhầm là gì mình bán chỉ ai cả xa ấy chanh mô quý ná tì kì bà chung khá nông ông ngập hiếp cứ đôi thả ấy lớn quát mềm chìa ca khá nhóm mà chẳng rưu có thân nạc vừa rẹt sẽ nà thống rưu con bồ lại chẳng à nâng mần mên chanh chìa vì miên ai cả xa cả đá xa nam ấy tê cứ ông ngập hiệp nâng cứ cầm nót vào chung thá ấy lớn mù là thàn nâng trơ dốc mù là thàn mần ói bẹp bón chì muối nẹ đọc bằng phơ mê xá ói bẹp bón ấy nâng khá cho bà vọt rụp đại vì mình sẽ bảo lọ này. Khá đập bà vọt rụp mình bàn này
ដល់ចឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងទៅយកមកដល់មើលប្រវត្តិរូបក្រោយលែងជាប់ស្អីគេទៅកាស៊ីបេស្រាប់ការហើយមិនទាន់បានពី 3 ថ្ងៃចោតទៅសេអ៊ីអាអញ្ចឹងវាអស់កម្មវិបាលត្រូវធ្លាក់ឬក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាហ្នឹងបញ្ហាហ្នឹងក្នុងអង្គភាពប្រជុំគឺសំខាន់ គេលះបងច្បាស់ត្រង់ថាឲ្យដាច់ខាតត្រង់ថាត្រូវគិតគូរជាមូលដ្ឋានថាឲ្យរឹងប៉ឹងនេះស្នូលជាស្នូលគឺស្អីសម្ព័ន្ធយុវកជនចម្រើនសម្ព័ន្ធយុវកបពតិជនអានឹងក្នុងអង្គប្រជុំតែមិនមានក្រដាស់ស្នាមអីទេ គឺជាអង្គភាពប្រជុំអានឹងជាទូទៅគឺពង្រឹងបញ្ហានឹងរឹងមាំប៉ុណ្ណឹងអានឹងចង់និយាយដល់អញ្ចឹងដូចជាការបង្ខិតបង្ខំហើយដូចថាឥឡូវខ្ញុំស្រឡាញ់ឈ្មោះកនារី17ខ្ញុំមិនអាចទៅយកបានបើតាមការយល់នោះព្រោះយកម៉េចបើគេបង្ខំឲ្យទៅយកឯណោះ ឯណាផ្សេងអញ្ចឹងទៅសូមបញ្ចប់ការដកស្រង់អនុសាសន៍សម្រាប់ការផ្គូផ្គងគូស្រករជាញឹកញាប់ត្រូវតែអនុម័តដោយអាជ្ញាធរថ្នាក់ខ្ពស់របស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាហើយរបាយការណ៍នានាត្រូវបានគេធ្វើឡើងតាមឋានានុក្រមតាក់ទងនឹងការរៀបការដើម្បីបង្ហាញថាគោលនយោបាយនោះ បាននឹងកំពុងត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងស្លាយនេះជាឧទាហរណ៍ដែលយើងអាចមើលឃើញមន្ទីរភូមិភាគបច្ចឹមកំពុងរាយការណ៍ជូនមជ្ឈិមបកថាមាន 42 គូបានរៀបការនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ 1978 ផតាងក៏បង្ហាញផងដែរថា បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាក្នុងការបង្កើតសហជីពគ្រួសារដើម្បីផលិតកូនឲ្យអង្គការក្នុងពេលជាមួយគ្នាក៏មានការព្រួយបារម្ភថាចំណងគ្រួសារណាដែលបានផលិតចេញមកមិនមែនជាការដណ្ដើមយកនៅភាពស្មោះត្រង់របស់បុគ្គលនោះចំពោះបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាឡើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនហើយថាពិធីរៀបការ ជាញឹកញាប់មានការពាក់ព័ន្ធនិងការសន្យាដើម្បីបម្រើអង្គការនិងជួនកាលមានការណែនាំឲ្យខ្ញុំសូមដកស្រង់មានកូនសម្រាប់អង្គការសូមបញ្ចប់ការដកស្រង់បន្ទាប់ពីរៀបការរួចគូស្រករជាញឹកញាប់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យជួបគ្នាពី 3 ថ្ងៃរៀងរាល់ខែគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការមានផ្ទៃពោះប៉ុន្តែ មិនមែនសម្រាប់ចំណងគ្រួសារធំដុំទេចំណងបុគ្គលរឹងមាំចំពោះអ្នកដតីត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្រោមរបបនេះថាជាការបង្កើតនៅសំដកស្រង់ទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនសុនទួដែលបានហាមឃាត់សូមបញ្ចប់ការដកស្រង់លោកខៀវសំផនបានធ្វើបទបង្ហាញឲ្យក្រុមបញ្ញវន្តមួយក្រុម ដែលទើបវិលត្រឡប់មកវិញថាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនសតិអារម្មណ៍ដែលបានហាមឃាត់ដូចនេះរួមមានខ្ញុំសូមដកស្រង់ឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកប្រពន្ធរបស់អ្នកសូមបញ្ចប់ការដកស្រង់សម្ដេចឪព្រះនរោត្តមសីហនុដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការបង្ខាំងព្រះកាយនៅក្នុងផ្ទះ នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានរំលឹកអំពីអន្តរសកម្មភាពស្រដៀងគ្នាដែលបានធ្វើជាមួយលោកខៀវសំផនដែលមាននៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបដូចតទៅសូមបង្ហាញខ្សែវីដេអូឃ្លីបលេខ 6 I did not see the killing fields. I was practically
prisoner of the Khmer Rouge in the royal palace. I was completely isolated. I saw only one man, Khieu Samphorn, from time to time. He came to the royal palace and just to say, hello, how are you? I tried to get his permission and Pol Pot's permission to have, for instance, on the occasion of my birthday anniversary, I would like to have my grandchildren. But he said, They have a family life anymore. ជាដៀបដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានរំលឹកអំពីលោកខៀវសំផនដែលបានណែនាំថាខ្ញុំសូមដកស្រង់កុំឲ្យគិតតែម៉ែឪនឹកម៉ែឪគិតតែខំប្រឹងធ្វើការជូនប៉ជូនរត់ទៅរឿងម៉ែឪទុកមួយឡែកសូមបញ្ចប់ការដកស្រង់ហើយគាត់បានបន្តទៀតថាអង្គការនយោបាយថាខ្ញុំសូមដកស្រង់ ក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គការមិនមែនទៅចាំម៉ែឪឲ្យតែទៅរកម៉ែឪទៀតទេគឺអង្គការម៉ែឪហើយសូមបញ្ចប់ការដកស្រង់ខណៈដែលសេចក្តីពុះស្ដារអំពីរបៀបនៃការគូកងគូស្រករដំណើរការនៃពិធីរៀបការនិងអ្វីដែលកើតនៅពីក្រោយ មានភាពស្រដៀងគ្នាយ៉ាងទូលំទូលាយជាច្រើនក៏ដោយដោយសារការអនុវត្តយ៉ាងរីករាលដាលនៃគោលនយោបាយនេះតាមពិតមានភស្តុតាងអំពីការប្រែប្រួលខ្លះៗដែរខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ផងដែរថាវាមិនមែនជាគោលជំហររបស់អយ្យការទេដែលថាគ្រប់គូស្គរទាំងអស់នៅក្នុងការរៀបការទាំងអស់ក្នុង រយៈកាលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសុទ្ធតែត្រូវបានបង្ខំឲ្យរៀបការនោះទេតាមពិតមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាមានកម្មាភិបាលមានសំណាងខ្លះឬក៏បុគ្គលដែលមានការអនុគ្រោះខ្លះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យរៀបការជាមួយដៃគូតាមជំរើសរបស់ពួកគេផងដែរប៉ុន្តែវាសឹងតែជាទូទៅទៅហើយដែលថា អ្នកដែលបានរៀបការហើយមិនមានជំរើសណាមួយថាតើត្រូវរៀបការឬអត់នោះទេទោះបីអ្នកនោះជាកម្មាភិបាលថ្នាក់ខ្ពស់ឬជាប្រជាជនថ្មីដែលងាយរងគ្រោះក៏ដោយមងវេតបានផ្ដល់ភស្តុតាងថាមានគូស្រករខ្លះត្រូវគូផ្គងឲ្យរៀបការដោយសារកម្មាភិបាលបរោះ ជាអ្នកជ្រើសរើសដៃគូណាមួយចំណែកអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានខ្ញុំសូមដកស្រង់ជ្រើសរើសដោយចោះចោះឲ្យមានគ្រួសារសូមបញ្ចប់ការដកស្រង់យ៉ាងណាមិញគាត់ច្បាស់ណាស់ថាសូមដកស្រង់នារីមិនអាចបដិសេធបានទេសូមបញ្ចប់ការដកស្រង់ យើងក៏ទទួលស្គាល់ផងដែរថាខណៈដែលគូស្រករជាច្រើនដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យរៀបការបានបែកបាក់គ្នានៅក្រោយការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមហើយក៏មានអ្នកខ្លះមិនបែកបាក់គ្នាដែរអាស្រ័យដោយមូលហេតុខុសៗគ្នាជាច្រើនសេចក្តីសម្រេចទាំងនោះគឺជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មនុស្សម្នាក់ៗដែលពាក់ព័ន្ធហើយ ក៏មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងពិរុទ្ធរបស់ជនចាប់ចោតសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះដែរនៅទូទាំងដំណើរការនៃការផ្គូផ្គងការរៀបការនិងការរួមដំណេកជនរងគ្រោះត្រូវបង្ខំដោយចាក់ស្ដែងនិងមិនចាក់ស្ដែងរហូតដល់កម្រិតមួយ
đại thưa ao bộ quạt miên trùng rơ bật bật cọt thật ta luôn trơ riệp ca chỉ môi nọ nàng thật ta cua riệp ca đai được ọt nâng thật ta trơ cho sầm rồng ruộng nằm nê chỉ môi nẹ đại luôn ban riệp ca đai được tề ca bằng khát bằng khom ban ca lang giang chợ sẵn đầy tam ca cùng riêng cùng hành ca thưa bạp nâng ca sầm lập chun na đại hiên bạch hằng nâng ca riệp ca rư mình prom cho sầm rồng nâng ca ruộng nằm nê ca bằng khát bằng khom ban ca lang mình chợ sẵn đầy tam rồi dạ bạch rồi dạ ca cua ao phải khát đại ban bằng cát lang đòi mai cờ hóm thưa oi manu phía trần đại đăng thả luôn nâng trơ kê riệp chom oi miên cờ xá mình miên lát đập hiệp đầm bay bài sát hỡi bà hiên thưa đôi chân nọ luôn nâng trơ từ tua rong nơi cá thưa ba mùi giang đầm nằm nơi khôn ông bài giá cá mùi đại bộ quạt cầm bông tại chuốc ca lồng ba sân tay mình ai rụt bán rư co sạp rồi tờ hải nụ. Bà rời giá các bằng khách bằng khóm ni trở bán bằng cát lạng tam rồi dạ vị thi xa khóc khóc nê chỉ chẳng rô miền cá bà miền mình ai xu nôm ong cá cá thuốc bạp giáng vết tình nìa xôm bây tay chồng bố cá bà bất khóc sạ lạ thoa tối tay tuốc chỉ riêng bất rư đói ca sau nằm mọt cả đói. Đôi chìa ca bay phái xoài rư ca thơ oi bạc sạp rìa môi chìa đàm. Rồi chí chôn nư krom kê tàng sông miên sật rư ông ca chìa nẹ đầm rong tư oi đài ông ca chìa nẹ miên ông nài. Hỏi ông ca đừng nẹ đài hiên bà chàng rư bà rời xa mình prom riêp ca trừ bàn thư báp rư có xâm lập chào. Nếu không bà rời xa này ca prom riêng đòi khuôn ảnh bất bà cọt nông ca riêp ca đài cầm nọt đòi ông ca cứ mình ai tự rùi tì nẹ đài trừ bàn này nôm ai riêp ca đòi xa rộp cho báp hay khai thả bà miên ca bà rời xa nà muối bộ cọt nâng trời bàn kê chắc tốc tha chỉ khmẳng. Hỡi, ai tự tu là đập hò nâu ca bắt đón tư tốt giang đầm nòm chấm phua ca mân cổ rốt ong cả. Đồ chí trời bàn chun tớ co sàng ọp rung lang vinh rư có xâm lạp chào chỉ đàm. Mân úp hít chá rát bàn phót đại ong ca bàn chư rư rư ở miền cu sở có mình hiên mình chênh ca chúng ta được bọc luôn lời. Đối chứ này, miên này thả bộ kê trời ban bằng khom ở rùm rùm nâu chì mùi khní nếu khăn ông xâm phôn hợp hiếp chì bật đầy bật bồn. Nhiệt ná, đã rì rệch rư hiên bạc đi sạch chấm phúc bọt bằng chi ở rịp cá chì nhận nhóp tại anh trời ban kê cùng riêng cùng hai anh chom chom rư trời đã toàn cam tại mặt đòn. Đám bản đăng rốt về này, xuyên sâu vị đà, bản riêng rốt bí rộp biếp đã chỉ bắt ra cả bằng khách bằng khẩm, đã bằng cát lang đòi bạc khu mô ni cam bởi chía, để bản thua chung phố bóng sợi quốc, để tôn nâng áp bí bí đòi bằng khẩm, tam rồi dạ video clip đôi tờ tờ xôm chạc video clip lệch bằng bí. Đọc bần tọa mà tiện máu vì chập bằng khâm bóng sợi khi nhóm riêng ca bóng nhóm tập chỗ đập rám chân ám chỗ đập bằng mùi ca nóng bóng nhóm mất bồm tê mạng nhóm quạt quạt từ sống tha mình ọt bàn từ riêng ca đổi tha quạt nực mên chân mình chẳng ai riêng ca chân miên cư tự đấng ai quạt ọt chẳng ai ta kê ọt bồm tê bà dương rừng gật tấn dương lại miên kết phở bạm chân của quạt sọc chật riêng ca tư ta. Nói sợi ngay chạp, nơi chạm bàn ẩm phí ca đánh đào rương phụ tây khăn ổng, đai bóng khó mấy quát xo nở dạ, nơi khăn ổng phê riêp ca thơm mấy mùi. Bọn tòa bị phá đầy tì mùi rồi bỏ quát, cứ khăn mái khá rộng.
that throw ban, key yoke to some lap, that mean knong with the old clip, do totter, so manchang with the old clip laid from bay. Kế ban ơi rùm tầm nê tha để không đại nhà chất vô khne tâu không bà co cả côn ở ban trơn ở ban miền côn miền ấy nhóm miền côn nó bọc nứ côn hộp tập bỏ ban ấy miền côn bọt miền cầm lăng cầm hai ấy phong bà nà mình hiền tha đấy bà nà đại nhà chất là xảy tập đại nhà tiệt đại nhá tiệt đại kê chân tâu Lục mũ lệnh đã chỉ cầm mà phải bàn mà nè. Bàn riêng rộp ẩm phí, cả đại khuôn quốc trở bàn kê bằng khom ở riêng cá, nâng nai nôm ở riêng cá nẹ đọt tầy tiệt. Quốc bí đập bốn, bàn bắt đại sai cả riêng cá rộp bọc quốc. Xông đọt sẵn, nó sẵn lệnh 120 đo 120. Nhóm bắt đại sai đại, rút nhóm mân sẵn lãnh bộ phân nhóm bà dương mân cổ rụp ông ca tế dương kết luôn anh tư bà vì chi ca bổng miến rút nhóm ai miến cổ thân nạ đo chỉ vật bà nhóm mân cổ rụp tam ca xâm rạch rụp ông ca tế dương chăm bách trở tại rùm đồng nế chỉ môi bổng dương rút kê nào chật nâng chăm mơ sập hiệp ca trai lô mần sửu mùl ếng bọn tọa mộc tiết bàn khai chia lê khá sọc mùi hôm phía phí dọp chỉ tì cần lại đại khuất trở bàn kê nai nôm ở riêng trong ca riêng cá xâm rạp mà nụ xe tiệt quát bàn rộng lực phí tua giang đại miên nề rì phí nhẹ bàn chúm tòa nâng ca riêng cá rộng bọc bộ kế hai quát trở bàn kê nai nôm ở prap nề rì phí nạ nụ thà vì chỉ phí rực cách sân hà chết rộng bọc bộ kế đảm bày riêng ca chi môi tự hiện bị ca để trở bàn chứa rơ rơ ai thua chi bà đầy rô bọc bộ niềng khói mốc vụ kê prôm riêng ca đang kìm cọm xong bình chọc ca đọc sòng rô xuôi bàn ở dây thả nhưng xong đọc sòng nẹ khla để trở kê chắc tăng ở riêng ca mình hiện bọc cách nâng ca chắc tăng được tì rút khai kê thừa bạp kê chết tại cháu lai tha prôm rút khai thuê bà mơ bị kào tứ hạ đô chia mần miên ca bằng khom bằng tay tam bất miên ca bằng khom lâu chất ao tụ tùa dốt chi bị xét cứ khuôn nhóm tòa tại mặt đòn nông chồng nào mà phay cu đại bàn riêng ca đồng nào nhóm miên tay cu nhóm tê đại nơi đo sập thằng ngày xong bằng chọc ca đọc sẵn Chàng sẽ mộng, bạn bằng lưu lạng nơi mà nó sẽ chết tận hà, đôi khi nha bếch bận hít đài. Nơi khăn nông sẽ khai cam rồi bỏ quát, chun trong buộc từ lá cá. Quát màn trong riêng ca tì, bằng tay prôm đôi xa miền ca phải khách. Đại miên nơi khăn nông video clip đôi tờ tờ, xong màn trang video clip lệch bạm buồn. Cứ ăn cá cứ sầm rách tại riệp chăm tàu lơ nẹ nà mùi hái cứ dương ăn miên phải chăng cho mùi bạc bàn nê tu hợp ấy tại dương mình bên chất giang na cả đôi gọi dương trâu tay sầm rách chất sầm ruộng chất nâu cá nông cá phi khai là hốt cá sả lãnh thế nê mình sả lãnh thế nê có trâu tay sả lãnh tay bên năng tại dương đặt chất thà ruộng cho mùi nông cua xa miên bất bánh tay chất vì ăn miên toàn chất xì si chồng vạc nha chồng phố phát đầy bọc nhóm còn chân chồng phố nhóm còn chân đầy bàn tay nó không ca phê khách trâu tệ đạt chất nó không phê năng bà ca na dương mình sợp tàu tam ca chất lăng rồi bọc bạc tế cứ nhóm đăng bà có tha nhóm miên cụ thân nặng đo chỉ vật bà phở cươn chia căm anh bà bán được tuôn bằng chìa ở riêng trong ca riêng cá chỉ tràn lược tràn xả bởi xua thả ta miên nô nà mà nẹ bà rạch xa tế
គាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំសូមដកស្រង់មិនមានអ្នកណាហ៊ានប្រកែកទេក្រោយរៀបការហើយបើមានខាងណាប្រុសឬស្រីមិនព្រមចោះសំរងគេនឹងបញ្ជូនអ្នកនោះទៅរៀនសូត្រតែខ្ញុំមិនដឹងគេបញ្ជូនទៅកន្លែងណាទេសូមបញ្ចប់ការដកស្រង់មនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងឡាយដែលមិនហ៊ានប្រកែកនោះគឺដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីកលណែមដែលបានមកផ្ដល់សក្តិកម្មចំពោះមុខតុលាការកលណែមបានប្រាប់តុលាការពីរបៀបដែលរូបគាត់មានគូដណ្ដឹងហើយតែត្រូវបានខ្មែរក្រហមគូផ្គងឲ្យរៀបការជាមួយនារីផ្សេងទៀតសូមដាក់បញ្ចាំងវីដេអូឃ្លីបលេខ10បាទគេថាណាកែងទៅមើលគេអញ្ចឹងមិនមិនប្រាប់ខ្ញុំថាទៅមើលគេបើខ្ញុំអត់ដឹងផងគាត់ថាឲ្យទៅលេងខ្ញុំទៅលេងខ្ញុំមិនមើលណាបាទអានឹងក៏ចប់ទៅគេថាបើអញ្ចឹងឲ្យគិតទៀតដល់នឹងបានស្អែកទៀតគេឲ្យខ្ញុំមកទៀតមកជាន់កមួយគេថ្មងបាទជាន់កនៅកន្លែងតំបន់ក11ហ្នឹងអាជាន់កទៅគេបង្អាប់ចុងអាប់ឡើងបានដឹងដល់ដឹងបាទគេសួរខ្ញុំគេថាពេញចិត្តអត់ទេគេថាអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងបាទអញ្ចឹងគេកំណត់ឲ្យខ្ញុំ3ថ្ងៃឲ្យគិតមើលហ្នឹងហើយបើយើងមិនយកអាហ្នឹងថ្ងៃក្រោយទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងគេនិយាយមួយម៉ាត់ហ្នឹងខ្ញុំក៏គិត3ថ្ងៃហូបបាយក៏មិនចូលទេអាហ្នឹងហើយផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំបាទព្រោះខ្ញុំមិនគូដឹងនៅស្រុកបាទខ្ញុំគិតអញ្ចឹងដល់នឹកគិតយូរយូរបាន3ថ្ងៃខ្ញុំថាបើគិតវែងខ្លីវែងពេកមិនបានសុខចិត្តបាន3ថ្ងៃក៏គេមកសួរទៀតដល់គេសួរខ្ញុំក៏ឯកភាពមួយថាការក៏ការទៅធ្វើម៉េចប៉ុន្តែក្នុងចិត្តនៅដដែលបាទនៅក្តៅដដែលគេបខំព្រោះយើងមិនគូដឹងនៅស្រុកបាទដូច្នេះប៉ុន្តែក្នុងចិត្តថាការតការចុះក្រៃលោកបានរស់បានឃើញមេឃឃើញផ្កាយនឹងគេក្រៃលោកបានដឹងសាច់រឿងសាច់ហេតុអានឹងក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនិយាយត្រង់ម៉ងវេបបាននិយាយថាខ្ញុំសូមដកស្រង់ខ្ញុំមិនដែលឃើញមាននរណាហ៊ានប្រកែកទេព្រោះពួកគេគោរពតាមគោលការណ៍បកម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែខ្លាចដូចគ្នាសូមបញ្ចប់ការដកស្រង់គោលបំណងចុងក្រោយនៃការរៀបការដូចដែលបានលើកឡើងរួចហើយនេះគឺដើម្បីបង្កើនចំនួនប្រជាជនតាមរយៈការបង្កើតកុមារហើយដើម្បីធ្វើដូច្នេះបានតោះតែមានការរួមដំណេកនៅពេលរៀបការរួចចំពោះមនុស្សជាច្រើនពិធីរៀបការរបៀបនេះគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់ការរំលោភសេពសន្ទវៈស្របច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះសយណារឿនបានផ្ដល់សក្ខីកម្មថានៅក្នុងពិធីរៀបការរបស់គាត់ខ្ញុំសូមដកស្រង់អង្គការទាំងនោះបានហៅមួយគូមួយគូឡើងបដញ្ញាចិត្តមុននឹងបដិញ្ញាចិត្តគេបានថាបើត្រូវធ្វើតាមអង្គការកំណត់ត្រូវនិយាយតាមអង្គការដាក់ឲ្យអ្នកទាំងពីរអ្នកបដិញ្ញាចិត្តឲ្យស្រឡាញ់គ្នាចាប់ពីពេលនេះតទៅបង្កបង្កើនផលឲ្យបានច្រើនពី1ហិកតាប្រមាណតោនទៅប្រមាណតោនតាមការកំណត់របស់អង្គការឲ្យបង្កបង្កើតជាមនុស្សឲ្យបានច្រើនដោយតម្រូវទៅតាមអង្គការត្រូវការមនុស្សច្រើនដើម្បីការពារទឹកដីមុននឹងខ្ញុំបដិញ្ញាគឺថ្នាក់លើបានណែនាំឲ្យខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងនិយាយឲ្យដូចគេថាអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ការដកស្រង់ព្រៀបខឿនបានរំលឹកពីសេចក្តីប្រកាសមួយស្រដៀងគ្នានេះនៅក្នុងពិធីរៀបការរបស់គាត់ផងដែរដោយនិយាយថាខ្ញុំសូមដកស្រង់មុនពេលចាប់ផ្ដើមរៀបការនេះគឺសូបានប្រកាសនៅក្នុងអង្គប្រជុំទូទៅថាអង្គការត្រូវការកម្លាំងបន្ថែមដូច្នេះ
ដែលគេត្រូវការឲ្យយុវជនយុវនារីរៀបការដើម្បីបង្កើតកូនបន្ថែមទៅលើកម្លាំងកសាងបដិវត្តន៍សូមបញ្ចប់ការដកស្រង់ដើម្បីធានាថាការរួមភេទនេះបានកើតឡើងគូស្រករត្រូវធ្វើតាមបែបផែនដោយចំណាយពេល 2-3 ខែដោយចំណាយពេល 2-3 យប់នៅជាមួយគ្នានៅក្រោយការរៀបការហើយពួកគេត្រូវបានគេតាមឃ្លាំមើលដើម្បីឲ្យប្រកាសថាពួកគេបានរួមភេទកលសែតដែលជាកម្មាភិបាលម្នាក់បាន